tiếc quá, cô giờ bóng ra ngoài. Đây mùa dịch. Chưa chị chân đây chân này nó bị lên lèo rồi. Để cố gắng. Ê, tỷ số nhiêu rồi vậy bạn? À, không rõ nữa. Nguyên. Ồ, phải không? Em đi. Nó có thay đâu. Thắng rồi, tiếp theo thắng rồi. Chưa. Ê, sorry. Ôi. Ra ngoài. À, thầy cô đang bên nhìn sang, thầy nó chưa xuống giá luôn. À, chúng ta... Thầy cô nhìn vào. Tốt. Mới như bà đặc biệt, thầy Sương. Đẹp quá. Đúng không? Ổn quá. Không, đúng rồi, bây giờ. Đúng rồi. Ừ, kìa may mắn. Chưa đụng tay, tính đụng rồi. Đâu không, đừng. Ồ, tình hình nó rất lộn xộn. Trời ơi. Một pha, vô bóng ra ngoài.